Thưa quý vị, tháng hành động phòng chống ung thư vú, tầm soát ung thư từ tuổi 40 đã bắt đầu, và chúng ta sẽ cùng đến thăm khám ở các bệnh viện từ ngày 22 tháng 10 trên toàn quốc Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, tại các bệnh viện như là bệnh viện K, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Sanh Pôn, trung tâm y tế quận Cầu Giấy, phòng khám Medi Long Biên, bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện quận 2, bệnh viện Thủ Đức, phòng khám đa khoa Bác sĩ Gia đình Bình Thạnh, phòng khám Thiện Minh quận 4, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Và chúng tôi mong rằng tất cả quý vị cũng như là những người thân hãy lan tỏa thông tin đến tất cả mọi người để ai cũng biết được thông tin và cũng ý thức để có thể chăm sóc bản thân mình. Vâng, We Care for Her, đó là chủ đề của chương trình, và chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng hành động để We Care for Her.